Thời tiết tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang dần chuyển sang mùa mưa, với những hộ chăn nuôi gia súc gia cầm thì cần phải lưu ý phòng bệnh. Dự báo thì khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 10 ngày sắp tới thì chỉ có ngày mai là trời vẫn có nắng mạnh, ít mưa, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 36 độ. Nhưng từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 5, mưa sẽ có xu hướng tăng lên trên diện rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Do có mưa nên nhiệt độ cũng giảm chỉ còn khoảng 30 đến 34 độ. Khi thời tiết thay đổi thì sức đề kháng của vật nuôi cũng giảm, khiến cơ thể yếu, cộng thêm yếu tố mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể, khiến vật nuôi dễ có nguy cơ mắc bệnh. Người chăn nuôi cần thường xuyên phải kiểm tra chuồng trại, định kỳ 1 đến 2 lần một tuần phải phun thuốc sát trùng hoặc là rắc vôi bột để tẩy uế cho chuồng trại. Cung cấp đầy đủ thức ăn sạch, đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng lứa tuổi của vật nuôi. Bên cạnh đó, thì chúng ta cũng cần phải tiêm phòng vaccine đầy đủ cho gia súc gia cầm, theo đúng lịch phòng bệnh để tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi. Chuyển sang thông tin thời tiết Nam Bộ trong ngày mai. Dự báo thì nắng vẫn sẽ xuất hiện từ sáng cho đến chiều. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác sẽ dao động trong mức nhiệt từ 34 đến 36 độ. Chiều tối trời chuyển mưa rải rác, có nơi mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.